để giúp con mở lòng với chúng ta thì không phải là con là đứa trẻ mở lòng, con là đứa trẻ thích chia sẻ, hay con là đứa trẻ khép kín, con là đứa trẻ khó gần, mà là do chúng ta. Chúng ta đã đủ an toàn, thân thiện để con của mình có thể mở lòng và chia sẻ với mình hay chưa? Nên là tám cái cách này không phải là dành cho các con đâu, mà là dành cho chúng ta nhé, các anh chị nhé. Chúng ta đã đủ an toàn hay chưa? Đã đủ thân thiện với con hay chưa? Đã đủ hiểu biết để đồng hành cùng với con hay chưa? Còn nếu không, mình không hiểu biết ấy, nhiều đứa trẻ mình nói là con không nói với bố, không nói với mẹ, bạn bạn ấy nói là ui lúc nào bố mẹ có lắng nghe con đâu mà nói. Bố mẹ cũng nghĩ rằng cái điều này là cái điều vớ vẩn, không cần phải quan tâm. Nên là mình cũng phải có một cái hiểu biết để mình có thể đồng hành được với các con, các anh chị ạ. Xin chào cả nhà mình. Chúc chúng ta có một ngày yêu thương đủ đầy và tận hưởng những cái mối quan hệ xung quanh mình. Hôm nay thì cô Lanh sẽ chia sẻ với chúng ta đó là 8 cách giúp trẻ mở lòng với cha mẹ. Giúp trẻ mở lòng với cha mẹ. Hầu hết bây giờ các cha mẹ nói là bây giờ con của em không thích nói chuyện với em nữa. Bây giờ con của em bướng lắm. Bây giờ con của em nó lớn rồi nên là nó có một cái khoảng cách, rủ nó đi ăn đi chơi nó cũng có đi nữa đâu. Rồi đôi khi mình hỏi nó cũng chả trả lời. Vì sao lại như vậy? Không phải vì đứa trẻ nó khép kín, mà bởi vì chúng ta không còn là đối tượng phù hợp với con nữa. Và cái điều chúng ta không còn là đối tượng phù hợp với con nữa thì không phải là do con đâu, mà là do ta. Mà là do ta, chứ không phải là do con. Con vẫn mở lòng với người khác mà, con vẫn chia sẻ với người khác mà. Các anh chị có biết không ạ? Có một bạn, bạn ấy bảo này này, cô ơi cô, con hỏi cô một cái câu này nhé. Không biết là rồi khi lớn con có con được không? Con lo suốt từ bao nhiêu năm nay. Thế thì cô Lành mới hỏi, mới nói là thế cái điều gì mà khiến con nghĩ rằng không biết là sau này con có con được không? Mà bạn ấy có 15 tuổi thôi các anh chị ạ. Bạn ấy nói là bởi vì trước đây con bị quai bị và nó bị chạy vào cái chỗ đấy. Nên là khi mà con tìm hiểu thì con thấy mọi người bảo là nếu bị quai bị mà chạy vào cái chỗ đấy thì sẽ không có khả năng có con nữa. Cô Lanh có hỏi lại một câu vui vui thôi. Sao không hỏi cha? Sao không hỏi mẹ? Bố mẹ là những người nắm bắt được tình hình bệnh của con, mà ba cũng là người mà hiểu cái vấn đề đấy của con mà. Sao đi hỏi cô Lanh? Sao nó bảo là không, hỏi bố mới hỏi mẹ ngại lắm cô ạ. Hỏi bố mới hỏi mẹ, sau bố mẹ lại bảo mình linh ta linh tinh. Nghĩ vớ va vớ vẩn, nghĩ linh ta linh tinh. Thôi tập trung vào học đi, giờ chỉ tập trung vào học thôi. Thực ra ấy, không phải là con chưa hỏi đâu, con không hỏi trực tiếp của con, nhưng mà con giả vờ, con hỏi thằng bạn con. Nhưng mà bố mẹ con bảo là ui giời, chúng mày bé biết gì, cứ nghĩ linh ta linh tinh, cứ tập trung vào học đi. Bố mẹ đâu có câu trả lời cho các con, và bố mẹ nghĩ đấy là nghĩ linh ta linh tinh, nhưng không biết rằng cái điều đấy nó phân tán cái việc học rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn các anh chị ạ. Nhưng mình không biết. Thế còn có một bạn nữa bảo này này, sau cô Lanh giải đáp, cô Lanh hỏi bác sĩ các thứ, cô Lanh giải đáp cho bạn ấy, bây giờ con của bạn ấy được chắc là phải tầm 2-3 tuổi rồi đấy các anh chị ạ. Tại vì khi mà con đầy tháng là đã mời cô Lanh đến ăn đầy tháng, mà con đầy tháng làm 65 mâm nhá các anh chị nhá, làm 65 mâm. Trường hợp thứ hai, có một bạn nữa, bạn nữ. Bạn ấy hỏi cô Lanh là cô ơi, con quyết tâm, con quyết tâm không yêu đương gì hết, chỉ tập trung vào học thôi. Đấy là cái lúc mà bắt đầu lớp lớp 9 đến lớp 10 là con quyết tâm. Quyết tâm không có yêu đương gì hết, bảo như thế. Con chỉ tập trung vào học thôi. Và khi mà nói là con quyết tâm không yêu đương gì hết, chỉ tập trung vào học thôi, đấy là một cái sự quyết tâm rất là tốt. Và cũng tuyên bố với bố mẹ như thế, là con quyết tâm con không có yêu đương gì hết, quyết tâm không yêu đương gì hết, và chỉ có tập trung vào học thôi. Thì bố mẹ rất là ủng hộ cái điều đấy. Nhưng mà khi đến lớp 10 thì có sa vào lưới tình, và không dám nói với bố mẹ nữa, bởi vì đã tuyên bố với bố mẹ là ở lớp con có những đứa này đứa kia. Lớp 9 mà, lớp 9 nó rất nhiều đôi, lớp 9 sắp ra trường rồi nên các con mặn mà với nhau nhiều đôi lắm. Và khi mà nói là lớp 9 nhiều đôi nhá, vì đứa này đứa kia nhá, học hành nhá, không chịu tập trung yêu đương nhá, nên là sa sút nhá,
Nên là khi mà lên lớp 10 con quyết tâm không yêu đương gì hết, để con chỉ tập trung vào học thôi, thì bố mẹ ủng hộ. Nhưng mà khi mà sa vào lưới tình thì đến lúc đấy thì bố mẹ phản đối gay gắt kịch liệt luôn. Và bố mẹ đay nghiến cái việc là à mày đã biết không, lớp 9 đứa này đứa kia không đỗ được cấp 3 là vì yêu đương như thế, mà bây giờ mới lớp 10 thôi mà như thế này như thế kia. Và bố có đến gặp cô Lanh. Bố đến gặp cô Lanh, bố mẹ thì vẫn hay gặp cô Lanh rồi. Và nói với cô Lanh là như này này. Bây giờ ấy cô ạ, tối nào anh cũng phải lên anh dình. Tối nào cũng phải lên anh dình. Và cứ mỗi khi mà anh lên anh dình thì không hiểu sao nó lại biết là anh lên anh dình. Nó nhắn tin rồi nó làm cái gì bây giờ nó lần mần lắm, nó tắm, nó đi vệ sinh nó phải hàng tiếng, 2 tiếng ở trong nhà vệ sinh. Và bố mẹ suốt ngày cả nhà chỉ có quanh quẩn cái việc là à nó yêu như thế này, nó yêu như thế kia. Không có một giây phút nào nó cảm thấy thoải mái cả. Và khi mà trò chuyện, cô Lanh trò chuyện với bạn ấy thì bạn ấy bảo là bố mẹ con cảm tưởng như là tình yêu nó là cái gì đấy trời sập ấy, nhưng mà cũng tại vì con thôi. Con đã nói với bố con trước rồi, nhưng mà cảm giác như thế. Và bây giờ bố mẹ con đang muốn chuyển trường cho con lên một cái trường rất là xa, trường nội trú luôn cô ạ, rất là xa, để mà cắt đứt mối quan hệ của con với bạn bạn kia đấy. Và bố mẹ con đang tính là ở trên đấy thì không có người ruột thịt nhưng cũng có người họ hàng xa, và ở trên đấy là trường nội trú. Trường nội trú và cái trường cô Lanh cũng không biết cái trường đấy là cái trường gì đấy, và muốn cắt đứt đi. Thế thì khi đó thì cũng rất là may mắn là bố mẹ cũng tham gia những hành trình cha mẹ thông thái giống như các anh chị, và họ cũng có độ hiểu biết nhất định. Và cô Lanh nói rằng theo các anh chị, nếu mà con của mình như vậy, mình đưa lên một cái trường nội trú như thế, thì bạn có thể yêu một bạn ở nội trú không? Bạn có thể yêu một bạn ở đấy không? Điều đấy là hoàn toàn có thể mà. Điều đấy là hoàn toàn có thể. Trừ khi anh chị đưa đến một trường nữ sinh nào đó mà chỉ toàn nữ thôi, không có nam, và không có bất cứ một mối liên hệ nào với bên ngoài, thì có thể cắt đứt được. Nhưng làm gì có trường như thế, mà làm gì có môi trường nào mà không liên lạc với bên ngoài. Các con vẫn Facebook, Zalo mà. Chỉ có trang bị cho con cái trí tuệ đúng đắn về tình yêu thôi. Tình cảm làm sao mà cấm được, yêu ai cấm được. Đố các anh chị cấm nhớ mình nhớ được đấy, mình không nhớ được đấy. Ngày xưa mình yêu mình biết rồi, đúng không? Bố mẹ bảo mình đừng có thích thằng này, đừng có thích thằng kia, nhưng mình vẫn thích đây. Mình làm sao mình cấm được? Không thể nào mà cấm được đâu các anh chị ạ. Nên là việc mà cho con đi xa để mà cắt mối quan hệ là không có ổn một tí nào hết. Và cha mẹ hiểu ra và đồng hành cùng với con, và vô cùng thả lỏng với con về cái mối quan hệ đấy. Cực kỳ thả lỏng với con mối quan hệ đấy. Thì từ lần đấy là con chia sẻ với bố mẹ, sẵn sàng mở lòng với cha mẹ thôi, và chia sẻ với bố mẹ về cái mối quan hệ đó. Nên là đừng bao giờ hỏi là tại sao con em không mở lòng. Một cách của bạn làm đã đủ để con bạn tin tưởng bạn và cảm thấy an toàn để mở lòng hay chưa? Đấy mới là điều quan trọng nhất. Nên là để giúp con mở lòng với chúng ta thì không phải là con là đứa trẻ mở lòng, con là đứa trẻ thích chia sẻ, hay con là đứa trẻ khép kín, con là đứa trẻ khó gần, mà là do chúng ta. Chúng ta đã đủ an toàn, thân thiện để con của mình có thể mở lòng và chia sẻ với mình hay chưa? Nên là 8 cái cách này không phải là dành cho các con đâu, mà là dành cho chúng ta nhé, các anh chị nhé. Chúng ta đã đủ an toàn hay chưa? Đã đủ thân thiện với con hay chưa? Đã đủ hiểu biết để đồng hành cùng với con hay chưa? Còn nếu không, mình không hiểu biết ấy. Nhiều đứa trẻ mình nói là con không nói với bố, không nói với mẹ. Bạn ấy nói là ui lúc nào bố mẹ có lắng nghe con đâu mà nói. Bố mẹ cũng nghĩ rằng cái điều này là cái điều vớ vẩn, không cần phải quan tâm. Nên là mình cũng phải có một cái hiểu biết để mình có thể đồng hành được với các con, các anh chị ạ. Và bây giờ thì sẽ là 8 cách nha, giúp trẻ mở lòng với cha mẹ. Cách 1 là học cha mẹ thông thái. Cách 2, học đường đến trái tim con. Cách 3 là học khai minh tâm trí thấu hiểu bản thân. Hoàn toàn miễn phí đấy, con anh có bảo các anh chị học có phí đâu, toàn là các chương trình miễn phí. Vì sao cần phải học khai minh tâm trí thấu hiểu bản thân? Khi bạn hiểu bạn, bạn mới có thể hiểu người khác. Khi bạn hiểu bạn, bạn mới có thể thấu hiểu người khác tại sao họ như vậy.
Khi bạn hiểu bạn, bạn mới có thể đi sâu vào được suy nghĩ của người khác. Ngay bạn, bạn còn không hiểu bạn, làm sao mà bạn hiểu được người khác? Rồi bạn cứ bắt người khác phải thay đổi, bạn cứ bắt người khác phải làm theo bạn. Nếu không bạn bị tổn thương thì họ cũng bị tổn thương, bạn cũng bị tổn thương. Nên bạn phải hiểu chính mình trước thì bạn mới có thể hiểu người khác. Cách thứ tư là kết nối với con của mình. Kết nối với con của mình. Làm nào để kết nối với con của mình? Dành thời gian chất lượng cho con. Các anh chị thử nghĩ xem, trong một ngày thời gian chất lượng các anh chị dành cho con là bao nhiêu? Thời gian chất lượng tức là ngồi lắng nghe con, trò chuyện với con, nói chuyện với con về một cái điều gì đó. Chúng ta thử nghĩ xem một ngày thời gian chất lượng mà mình kết nối thật sự với con là bao nhiêu? Hay chỉ hỏi về điểm, hỏi về học tập như thế nào, hay chỉ nói là áp đặt là thôi học đi, thôi tắm đi, đến giờ tắm rồi, ăn cơm hay nấu cơm chưa, rửa bát chưa? Như vậy không gọi là thời gian chất lượng dành cho con. Các anh chị ạ, thời gian chất lượng dành cho nhau nó giống như là cái dinh dưỡng để mà duy trì cái mối quan hệ và phát triển mối quan hệ. Mình thử nghĩ xem một ngày mình dành thời gian chất lượng cho con là bao nhiêu? Ít lắm các anh chị ạ. Bây giờ cha cũng phải đi làm, mẹ cũng phải đi làm, cha mẹ đều phải đi làm, đúng không? Sau đó thì tối về cơm nước, rồi đi spa, mẹ đi spa, cha đi làm trận bóng. Rồi tối về các con vào bàn học của các con. Cha có chương trình của cha, mẹ có chương trình của mẹ. Nên là hầu như mình không kết nối được sâu sắc với con, không có thời gian chất lượng dành cho nhau. Nên các con có thể đủ đầy về vật chất, nhưng mà cái tinh chất để nuôi dưỡng tâm hồn thì không có, các anh chị ạ. Nên là đấy là cái điều thứ tư, kết nối với con và dành thời gian chất lượng cho con. Cái điều thứ năm để mà con mở lòng với mình, các anh chị cũng phải tin một chút đấy, tuổi tin các anh chị ạ. Tại sao mà gọi là tuổi tin? Tuổi tin là bao nhiêu tuổi trở lên? Trong tiếng Anh ý, 13, cứ cái nào có tin, 19 thì từ cái tuổi có chữ tin ấy thì gọi đấy là tuổi tin. Thế bây giờ mình muốn chơi với những bạn tuổi tin mà mình không tin thì làm sao mình chơi được? Mình không thể nào chơi được. Thì các anh chị cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức về cái tuổi tin, cập nhật những cái kiến thức về tuổi tin của các con. Ví dụ như là trang phục của các con thì khác trang phục của mình. Ngày xưa mình bằng tuổi các con là mình phải mặc cái bó eo vào cho nó eo, để lộ ra cái vòng eo của mình. Nhưng bây giờ các bạn ấy không thích thế, các bạn ấy mặc là nó phải rộng thùng ra. Và có những bạn mặc áo thì không cần phải mặc quần nữa luôn. Bởi vì kín qua mông rồi. Thế đây là thời trang của các con nó như vậy. Thì mình không thể nào mà mình bắt các con là mặc cái áo bó, áo eo được. Các con bảo bây giờ ai mặc cái này chứ chấu lắm. Nhưng mình thì bảo là mày ăn mặc như con dở ấy, chả giống ai. Các anh chị biết không ạ, có rất nhiều bạn nữ trẻ 12, 14, 15, 17 tuổi mặc quần giống như quần của bà già, quần giống như quần của bà luôn đấy nhá, không phải là quần của mẹ đâu nhá. Quần đen, ống suông rộng to, quần đen các anh chị ạ, như quần của bà già ngày xưa. Và có một hôm mình ra nhìn cái, mình đi rút quần áo, mình nhìn cái dây phơi quần áo và mình thấy con mình có mấy cái thế. Mình bảo Ngọc Linh ơi, giống quần của cụ ngày xưa Ngọc Linh ạ. Nó bảo mẹ mốt bây giờ đấy. Và mình nhìn thấy ô đúng rồi, học viên của mình cũng rất là nhiều các bạn mặc quần cái kiểu này luôn. Và có một bạn học viên mà khi mà bố mẹ bảo là đúng là từ ngày cho nó đến học ở Học viện Minh Trí Thành, cuộc đời nó khác hẳn cô ạ. Cả bố mẹ học, cả nhà cùng học nâng tầm luôn ấy. Mỗi một buổi sáng khi mà nó ngủ dậy, nó không tìm thấy quần thì nó như một con điên ở trong phòng, ở trong nhà. Từ tầng 1 đến tầng 4 nó hét: quần, quần, quần con đâu? Bà với mẹ phải dậy tức tốc để mà tìm quần cho nó. Và có hôm nó không tìm thấy quần của nó, hoặc quần của nó vẫn ở trong máy giặt, thì nó làm gì? Nó lấy quần của bà nó mặc đi học. Nó bảo thời trang giống nhau. Nhưng mà từ ngày học, bố mẹ học, bạn ấy cũng học, thỉnh thoảng bạn ấy cũng bị nổi cơn điên như thế,
bạn hét quần nhưng mà bố mẹ vẫn ngủ bình an, kệ, không đi tìm quần cho nó, kệ nó. Và cứ từ như thế thì dần dần nhận thức dần ra và không bị nổi máu điên như thế nữa. Toàn mặc quần giống như của bà thôi các anh chị ạ. Nhưng mà thế giới quan mà, kệ nó đi, kệ nó. Các anh chị, mình cũng phải chui vào cái thế giới tuổi teen của các con, mình cũng phải cập nhật thông tin vào, mút như thế, kệ nó. Ngày xưa quần của chị em mình, cái thời kỳ mà cô Lanh nhớ là lúc đấy là lớp khoảng lớp 6, lớp 7 rồi đấy. Lớp 6, lớp 7, lớp 8 rồi đấy. Chúng ta may cái quần ống rộng ấy. Quần ống nhưng mà ống tận 30 ấy. Quét cả cứt gà, đúng không? Đấy, ống càng rộng lại càng mốt. Ngày xưa mình cũng có thời điểm như thế đấy. Ống càng rộng thì lại càng mốt. Luết thoa, luết thuết. Thế nhưng mà mình vẫn mặc bởi vì mình thấy nó đẹp và nó theo mốt. Sau hết rộng lại bắt đầu côn lại, lại bắt đầu bó lại. Thì lại bỏ những cái quần rộng để mặc những cái quần bó. Thế bây giờ các con nó cũng y chang như vậy. Áo nó cũng phải mặc áo thun, áo thình ra. Rồi quần nó cũng phải mặc cái quần bà già như thế. Rồi có những bạn thì mặc áo hở rốn, hở bụng, hở eo. Gọi là cái áo gì con? Crop top à? Thế mình lại bảo con là ăn mặc hở hở hang hang. Cái kiểu nó thế. Mình có thấy các bạn mặc thế đẹp không? Đẹp hả? Đấy. Đẹp không Minh? Minh thì bảo không, với Triển có thấy các bạn mặc thế đẹp không? Triển thì bảo đẹp, thấy chưa? Tùy vào con mắt của mỗi người. Các anh chị ạ, mình cũng thấy con gái, mình cũng đưa con gái cùng với con gái của mình đi shopping và mình thấy là cửa hiệu nào cũng có cái áo đấy hết ấy. Cửa hiệu nào cũng có và bạn ấy cũng mua mấy cái luôn ấy, các anh chị ạ. Mấy cái luôn ấy. Và có những bức ảnh mà mình chụp ảnh với con gái của mình, nó cũng hở một khúc này này. Hay mình mới vòng tay ra mình che cái khúc đấy cho nó. Nó mẹ cái chỗ này đẹp nhất ấy. Không ôm, đứng này nó đẹp. Thế thì có phải trong mình nó vẫn còn cái sự gì đó e dè không? Nên là khi chụp ảnh mình mới vòng tay ra mình ôm nó. Và mình ôm đúng cái khúc mà nó hở hở ra đấy. Nó bảo mẹ không cần phải ôm đâu, đừng ôm ấy, để con đứng đây cho nó đẹp. Nó không cho ôm luôn các anh chị ạ. Nên là chúng ta cần phải trang bị những cái kiến thức về tuổi teen để mà chúng ta có thể trò chuyện được với con, đồng hành cùng với con về những bộ phim, về trang phục, về suy nghĩ của các con. Thì đương nhiên rồi, con sẽ mở lòng với chúng ta. Các anh chị, đương nhiên con sẽ mở lòng với chúng ta. Bởi vì chúng ta đã trở thành đồng bọn của con mà. Trở thành đồng bọn của con. Có một lần cô Lanh nhìn thấy một bộ quần áo treo trên giá, quần áo của con gái cô Lanh. Cô Lanh nói là ô bộ này để đi múa sư tử à con? Nó màu đỏ, nó màu đen, nó lại còn có dây tua rua nữa các anh chị ạ. Mình bảo bộ này để đi múa sư tử à con? Không mẹ, bộ quần áo này đẹp đấy, thời trang hiếm đấy. Con mặc để đi chơi ấy. Mẹ lại bảo con đi múa sư tử. Thế xong mình bảo không phải múa sư tử, con để đi diễn tuồng. Thế thì bạn ấy không biết diễn tuồng là gì, bởi vì nó không biết tuồng là gì. Trong cái suy nghĩ của con không biết tuồng là gì. Thế thì bạn mới hỏi cô Lanh là mẹ ơi, thế diễn tuồng là gì? Diễn tuồng là gì? Thế mình mới hỏi con search ở trên mạng ấy, xem diễn tuồng là gì. Nó bắt đầu nó search ở trên mạng. Và nó mới thấy là diễn tuồng là ăn mặc nó rất là màu mè, trang điểm rất là đậm, tất cả mọi thứ. Bạn ấy bảo là mẹ nói như thế tức là mẹ nói đều con đúng không? Diễn tuồng là như này đúng không? Thì mình chỉ cười thôi. Và mình nói là mẹ không nghĩ là Ngọc Linh đủ dũng cảm để mặc bộ quần áo này ra đường á. Nó màu đỏ, nó màu đen, nó màu trắng, nó màu kiểu rất là lòe lòe, còn có những cái tua rua ở quần các anh chị ạ, kiểu như thế á. Nhưng mà bạn vẫn mặc đây. Bạn vẫn mặc đi ra ngoài đường bình thường. Các anh chị ạ. Bạn bảo thời trang mà mẹ, đẹp mà. Mà thế con cứ thấy đẹp là ok thôi, không vấn đề gì cả. Các anh chị ạ. Đấy. Rất nhiều các anh chị nói là con nhà em cũng thế. Đúng rồi, hầu hết là như vậy mà. Các con có thế giới của các con mà các anh chị. Nên là chúng ta cần phải, muốn chơi với teen thì cũng phải teen tí. Đấy là cái cách thứ 5 để mà con mở lòng các anh chị. Cách thứ 6 để giúp con mở lòng. Đây là cái điều tương đối khó khăn với nhiều cha mẹ. Đấy là lắng nghe con một cách chủ đích tích cực. Điều này khó lắm các anh chị ạ.
Bởi vì chúng ta đã bị chấp trước trong tâm thức của mình là ta luôn đúng rồi. Ta là người dạy con, ta là người dẫn dắt con. Nên là việc một cha mẹ mà lắng nghe con của mình thật sự là khó, rất khó. Và đôi khi cố gắng học cô Lanh rồi, cố gắng lắng nghe con, nhưng có cả một bộ máy nó chạy ở trong đầu, là mình sẽ nói cái này, mình sẽ nói cái kia, mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia, mình sẽ bẻ ngược tư duy của con như này, như này, như này, như này. Hầu như là như vậy luôn ấy. Tức là mình đã có sẵn cái kịch bản ở trong đầu mình rồi, và mình miễn cưỡng mình lắng nghe con của mình. Miễn cưỡng ấy, chứ cũng không phải là lắng nghe có một chủ đích tích cực. Như cô Lanh nói với các anh chị là lắng nghe phải có chủ đích đấy, chứ không phải là lắng nghe gọi là đây chứ mẹ cũng biết lắng nghe, sau đó thì mẹ lại bắt đầu chạy đúng cái phần mềm ở trong não của mẹ, trong cái tâm thức của mẹ. Nên là điều này là không hề đơn giản với chúng ta. Khi các anh chị lắng nghe được con mình, các anh chị lắng nghe được cả thế giới. Lắng nghe được cả thế giới, các anh chị. Chỉ cần lắng nghe được con mình thôi, lắng nghe được cả thế giới. Bởi vì có một cái niềm tin bên trong mình là mình là bề trên của con. Mình có quyền với con. Con của mình mà. Con của tôi mà. Con của tôi. Đấy. Nên là khi mà các anh chị lắng nghe được con, thì các anh chị lắng nghe được cả thế giới. Các anh chị. Đấy là cái điều thứ mấy nhỉ? Thứ sáu. Điều thứ sáu. Điều thứ bảy. Điều thứ bảy mình có thể giúp con của mình mở lòng với mình là trải nghiệm cùng với con. Trải nghiệm cùng với con. Điều này vô cùng quan trọng, các anh chị ạ. Đôi khi ngồi ở nhà ấy, chưa chắc con nói gì với mình đâu. Nhưng mà dù con đi ăn, dù con đi uống cà phê, dù con đi xem phim, dù con đi hai mẹ con cùng vẽ một bức tranh, hay là dù con đi dạo, đấy, tất cả những cái điều đó thì rất là dễ để mà con có thể mở lòng với mình. Đó là trải nghiệm cùng với con. Nên nói thật với các anh chị luôn là cô Lanh rất ít khi chơi những trò chơi mình gọi là cảm giác mạnh. Mình còn đang đi tìm nơi chốn bình yên đây, lại còn đi chơi cảm giác mạnh nữa. Thế là con á rất thích chơi cảm giác mạnh, con gái của cô Lanh ấy. Và một hôm bạn ấy đã chơi cái trò đấy rồi, nhưng bạn ấy quên không dừng lại ở cái trạm để bạn ấy lấy ảnh. Quên không dừng lại ở trạm để lấy ảnh. Và hôm sau bảo mẹ, mẹ chơi cái trò này đi. Không, cảm giác mạnh nó bình thường thôi mẹ. Bình thường thôi. Thế là mình thôi thì cũng muốn đồng hành cùng với con, trải nghiệm cùng với con, hai mẹ con chơi trò chơi cảm giác mạnh. Các anh chị ạ. Gọi là trượt xe trên núi à. Đấy. Mình cũng chơi thôi. Những lúc nào mà nó cảm giác mạnh thì mình phải thả lỏng hoàn toàn ra và nhìn lên bầu trời. Nhìn lên bầu trời cũng ổn thôi mà. Thế thì khi mà như vậy, chơi xong như thế thì có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Có nhiều chuyện lắm để nói với nhau. Lúc trước mà mình dắt con đi chùa thì nó không muốn đi chùa. Nó có vào, nó ngoa ra nó ngồi ghế đá. Thế còn mình thì cứ đi mân mê từng pho tượng, từng bức tượng, từng ở những cái kiến trúc nghệ thuật, nhưng mà nó không phải thế giới của các con. Thế nên là nó ngồi ghế đá là mẹ cứ đi đi nhá, nó rất là tôn trọng mẹ. Mẹ cứ đi đi nhá, con ngồi đây con đợi mẹ. Thế cứ ngồi ghế đá đấy các anh chị ạ, cứ ngồi ghế đá đấy, làm gì sao làm gì có chuyện gì để nói. Tại vì mình đã dắt con vào nơi mà mình thích nhưng nó không thích. Thế sau đó thì nó thích chơi trò chơi cảm giác mạnh thì mình lại chơi cùng với con. Chơi cùng với con xong, ôi dồi, có nhiều chuyện để nói lắm, các anh chị ạ, nói tối không hết. Thì con tự nhiên mở lòng có gì đâu. Nên là mình trải nghiệm cùng với con của mình, thì con của mình sẽ mở lòng với mình. Có cái thứ để nói, có cái thứ để mà cùng nhau trải nghiệm, thì cùng nhau có cái sự hiểu biết về cái điều đó. Các anh chị ạ. Trẻ mà các anh chị mà không phải bạn nào cũng thích, già thì thích đi chùa đúng không? Nhưng trẻ mình thích vào chùa đúng không? Nhưng các con đâu phải đứa trẻ nào nó cũng thích đâu. Nó thích đến công viên cái gì ở Hạ Long ấy. Nó gọi là cái gì?
đúng không? Thích đến những cái nơi vui chơi giải trí ở ở ở Phú Quốc cũng có đây. Ừ. Đấy. À, Sâm Guông, Hạ Long, đúng rồi. Đấy, các con thích đến cái này, nhưng mà mình đến chỗ này mình có khi chỉ ngồi cưỡi ngựa thôi các anh chị ạ. À? Cô Lanh thì chưa bao giờ đến đây cả. À, nhưng mà ở trong Nha Trang có một chỗ gọi là cái gì ta? Vinburn. Vinburn. Ôi, con gái cô Lanh thích lắm. Lần nào vào Nha Trang cũng vào Vinburn để chơi. Chơi chơi cả ngày không thấy hết trò chơi luôn các anh chị. Nhưng mà mình vào đây á, có vào, mua vé vào. Nhưng mà chỉ mỗi cưỡi ngựa các anh chị ạ. À? Và nó cứ cười. Nó bảo chứ, ui mẹ vào đây hơi bị tốn tiền đấy. Mẹ cứ ở ngoài. Mẹ tiền nào là tiền gì? Cáp treo rồi tiền vé vào. Mẹ vào đây hơi bị tốn tiền đấy. Vì mẹ có biết chơi trò gì đâu. Mẹ biết mỗi cưỡi ngựa thôi. Biết mỗi cưỡi ngựa nó cứ ngồi ở trên lưng con ngựa ấy. Đấy, là không phải ngựa thật đâu anh chị ạ, ngựa gỗ ấy. Ngựa trong cái trò chơi ở công viên ấy. Đấy. Mình chỉ ngồi cưỡi ngựa thôi. Và ngồi ghế đá. Có đúng hai cái điều đấy. Ngồi cưỡi ngựa, chán cưỡi ngựa, xuống ngồi ghế đá. Ngồi ghế đá chán, lên cưỡi ngựa. Còn con mình thì nó chơi đủ trò, nó chơi cả ngày nó không chán các anh chị ạ. Rồi mình chán hơn nữa thì vào phòng hát karaoke, hát cho nhau nghe. Một mình nghe, mình hát. Hát chán lại ra ngồi ghế đá. Nhưng mà trẻ con đâu thế. Đấy. Nên là mình trải nghiệm cùng với con thì có rất là nhiều câu chuyện để mà mình nói. Đấy, nhưng mà ngày xưa thôi chứ bây giờ cô Lanh cũng tích cực trải nghiệm cùng với con lắm. À, nó rủ mình chơi trò gì cũng chơi. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.